Yo, hello mọi người, chào mừng trở lại channel DC Gaming của mình. Và hôm nay thì mình sẽ đem tới cho mọi người một bộ bài mới nữa ở trong format standard. Và cái bộ bài mình sẽ đem tới cho mọi người hôm nay đó chính là bộ bài về chú hai con Pokemon, chính là con Pokemon Slowpoke và con Psyduck GX này. Thì đây là một bài cực kỳ vui để chơi. Khi các bạn setup xong thì nó sẽ gần như là rất là khỏe, nó sẽ knock out gần như tất cả mọi thứ trên đường đi của nó. Và đương nhiên rồi, nó cần phải set up, và đó là do sao đây sẽ là bộ bài khá là vui để chơi. Và một ngày đẹp trời, các bạn hoàn toàn thắng được rất là nhiều bộ bài với lại cái con Slowpoke và Psyduck này. Và không dài dòng nữa, chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành vào và nói về tổng quan 60 lá bài ở trong cái bộ bài Slowpoke và Psyduck của chúng ta ngày hôm nay nhé. Alright, thì bộ bài của anh chúng ta con tấn công chính là sẽ là con duy nhất chúng ta tấn công thôi, đó chính là con Slowpoke và Psyduck GX này. Và nó có chiêu chính là chiêu có hai Ditch and Splash. Thì chúng ta được phép discard bao nhiêu số lượng bao nhiêu cũng được những lá supporters ở trên tay của chúng ta, và với mỗi lá supporters như vậy chúng ta sẽ gây 40 sát thương. Có nghĩa là càng nhiều supporters chúng ta sẽ gây càng nhiều sát thương. Vì vậy một con VMAX bây giờ trung bình khoảng đâu đó nhiều nhất có thể là khoảng 340 là con Eternatus VMAX. Như vậy là chúng ta cần đâu đó khoảng 9 cái supporters trên tay. Vì vậy con số 9 sẽ là con số kỳ diệu và gần như sẽ knock out tất cả mọi thứ. Còn những con Pokemon ít máu hơn chúng ta hoàn toàn có thể discard 6, 7 hoặc là 8 và gây lượng sát thương cũng rất là kinh khủng với cái chiêu Ditch and Splash này. Ngoài ra thì thực ra thì đôi lúc chúng ta không có supporter sẽ tấn công, thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái chiêu GX của nó, Thrilling Times GX. Flip một cái coin thì nếu như hết thì chúng ta sẽ gây thêm 100 sát thương nữa, tổng cộng là 110, một lượng sát thương cũng không quá là tệ. Và đương nhiên rồi, cái hiệu ứng thứ hai là 6 energy nữa thì chúng ta được phép flip 10 coins, và với mỗi hit thì chúng ta sẽ gây 100 dam. Thì không bao giờ chúng ta đạt được cái mức là tổng cộng là 8 energy đâu. Vì vậy chúng ta sẽ không quan tâm chiêu GX thì nhiều cho lắm. Đôi lúc chúng ta bế tắc quá thì chúng ta sẽ sử dụng cái chiêu này. Đôi lúc bế tắc quá thì phải như vậy thôi. Còn bình thường thì chúng ta sẽ sử dụng cái chiêu Ditch and Splash, cái chiêu chính của chúng ta trong cái bộ bài Slowpoke và Psyduck này. Vì vậy thì mình sử dụng 40 con này để có thể có khả năng không prime hết tất cả mọi con Slowpoke của mình. Ngoài ra thì mình sẽ sử dụng thêm đó chính là 4 con Lapras. Thì con Lapras này có ability là Mermaid's Call, thì với mỗi turn chúng ta được phép bỏ một lá bài Misty Favor ở trong discard pile, ở trong discard pile, vào bỏ lên tay của chúng ta. Thì giống như là chúng ta sử dụng rồi và nó lại luôn luôn nó trở lại về tay của chúng ta. Vậy vì vậy đó là cái thứ mà chúng ta sẽ tái sử dụng rất là nhiều lần. Và Misty Favor thì nó sẽ sử dụng để làm gì? Thì đây là cái lá bài Misty Favor của chúng ta. Chúng ta được phép search bộ bài chúng ta cho 3 lá supporters rất tuyệt vời. Chúng ta sử dụng rất là nhiều supporters trong bộ bài này, và chúng ta cũng cần rất là nhiều supporters để có thể knock out đối phương. Vì vậy Misty Favor giúp chúng ta kiếm được 3 lá bài. Như vậy là chúng ta đã có ít nhất là ba supporters trên tay rồi. Xong rồi chúng ta có thể sử dụng cái ability của con Lapras này, Mermaid's Call, và bỏ cái lá Misty Favor mà chúng ta vừa sử dụng đó lên tay. Như vậy là ít nhất chúng ta có được khoảng 4 lá bài. Như vậy là chúng ta gây được sát thương đâu đó khoảng 160, rồi lượng sát thương khá là ổn rồi. Nếu chúng ta có cái bất cứ supporter trên tay nữa thì chúng ta sẽ gây càng nhiều sát thương nữa với lại con Slowpoke của chúng ta. Vì vậy mình sử dụng 4 con Lapras để không bị prize với con nào cả, và setup được nhiều Lapras nhất có thể ở đây để lấy được nhiều Misty Favor nhất có thể. Và ngoài ra thì mình sử dụng thêm 3 con Articuno. Mình rất là muốn sử dụng 4, tuy nhiên mình vẫn còn cần chỗ những con khác nữa, và những supporters khác cũng rất quan trọng. Vì vậy mình sử dụng 3 thôi. Thì cái con Articuno là một con rất là hay, nó có ability là Blizzard Veil. Khi con này với GX active thì đối phương sử dụng supporters thì nó sẽ ngăn chặn mất cái effect của last supporters đó vào Pokemon hệ nước ở trên bench chúng ta. Thì cái lý do mà sử dụng con Articuno này chủ yếu là để chống cái lá bài duy nhất, đó chính là lá bài Boss Orders. Đây, như các bạn thấy, chúng ta cũng có sử dụng hai lá bài Boss Orders để có thể gust effect đối phương. Đối phương sẽ có thể gust effect, chúng ta sẽ mất hai turn để nạp năng lượng cho con Slowpoke này. Vì vậy đối phương có thể gắt chúng ta khi mà chúng ta có một năng lượng, và điều đó sẽ rất là tệ. Thế nên mình cần cái con Articuno này ở vị trí active, và như vậy đối phương nếu sử dụng Boss Order sẽ bắt chúng ta thì họ sẽ bị mất đi last Boss Order đó một cách rất là lãng phí. Nếu như họ sử dụng Grey Catcher hay là Pokemon Catcher thì chúng ta vẫn sẽ bị gắt lên, và đó là sẽ điều rất là tệ. Nhưng mà đó là hai lá bài mà không có quá là nhiều bộ bài sử dụng. Vì vậy Articuno là một con mình nghĩ là rất là hay trong bộ bài này rồi. Vì mình sử dụng 3 con Articuno này, và một Oricoro GX sẽ có thể đem sập tribute đến chúng ta bị knock out con nào. Chúng ta có thể sử dụng con Oricoro GX này và draw 3 lá bài. Cách thì chúng ta có thể có được thêm một vài lá bài khác để có thể
kiếm supporters và sau đó gây một lượng đam lớn nhất có thể với lại con slow poke này, và cuối cùng sẽ là hai con Crobat V để có thể giúp ta sử dụng dark asset draw được bài tốt hơn những turn đầu tiên, để có thể draw ra để có thể set up một cách tốt hơn và sẵn sàng những turn tiếp theo. Thì đó sẽ là tất cả những Pokemon chúng ta sử dụng trong cái bộ bài này của chúng ta, và mình sẽ sử dụng 10 energy nước để có thể có tỷ lệ cao là có được energy nước nhất có thể, và chúng ta sẽ không lo bị miss turn nạp năng lượng, bởi vì chúng ta nạp rất là chậm rồi, mỗi turn chúng ta nạp có một năng lượng thôi, vì vậy nếu như chúng ta mất một turn nạp năng lượng thì nó sẽ rất là tệ. Và vì vậy mình có một dự án, một cái phương án dự phòng, đó chính là hai cái BD ở đây, chúng ta phải access thêm một basic energy nữa và một Pokemon ở bên chúng ta. Thì yeah, đôi lúc chúng ta chậm một chân trước thì chúng ta hoàn toàn vẫn có thể chưa phải là ác mộng khi chúng ta có hai lá bài BD ở đây. Và ngoài ra thì mình sử dụng bốn quick ball để có thể search basics ở đây, bốn tag coin để có thể search được những lá bài tag team. Chúng ta sử dụng rất là nhiều lá bài supporter tag team ở đây, và đặc biệt là tag coin này chúng ta cũng có thể kiếm được con slowpoke và size rất là luôn. Thì đây là một lá bài rất là hay, mình sử dụng bốn lá bài để có thể kết hợp chung với lại Misty Favors, và sau đó chúng ta tag core để kiếm được thêm hai lá supporters tag team nữa, và lúc đó chúng ta có được rất là nhiều supporters trên tay. Một power pass là shuffle lại những cái supporters chúng ta muốn để có thể tiếp tục Misty Favors kiếm supporters đó, hoặc có thể tag core kiếm những supporters đó. Vì vậy một power pass là đủ rồi, và những supporters mình sử dụng rất là nhiều luôn. BD như mình đã nói, hai lá bài, một Bucky Bird có thể vừa switch vừa draw bài, yeah. Đôi lúc đối phương store chúng ta cũng có thể switch ra rất là dễ dàng với lại Bucky Bird. Hai boss order chính là Gust Effect, 40 Kaelin CTA để có thể vừa discard bài vừa draw được ba lá bài, và đặc biệt là chúng ta có thể kiếm được nó bằng tag call và discard nó đi bằng chiêu của con Slowpoke này. Hai search vì chúng ta thường sẽ muốn cái con Articuno cho ở trí active, và khi đối phương bắt đối phương phải knock out Articuno này, và nếu như đối phương knock out Articuno này thì yeah, thì đơn giản là chúng ta sẽ có thể kích hoạt được search thôi, bởi vì chúng ta thua price đối phương và sử dụng được 3 supporters ở trong một turn. Vì vậy mình sử dụng hai search ở đây, một Malolana sẽ có thể vừa switch vừa heal, hoặc là đơn giản là kiếm nó bằng tag call. Một lá Misty là Lorelei này như là một cách để chúng ta có thể kiếm được energy nước, và đơn giản là nó cũng là một lá tag team luôn, và chúng ta có thể kiếm được nó bằng tag call. Vì vậy mình sử dụng hai lá bài ở đây, 4 Misty Favor đương nhiên rồi, lá bài quan trọng nhất ở trong bộ bài của chúng ta, 4 lá bài, 4 research có thể discard bài và draw một cách tốt hơn. Discard những Misty Favor đi, yeah, discard đi thì chúng ta có thể sử dụng Black Press để lấy lại thôi. Vì vậy chúng ta vẫn sẽ sử dụng research ở đây thay vì Monies. Và hai Sonia để có thể vừa kiếm được energy nước mà lại vừa có thể kiếm được những Pokemon basic của chúng ta. Vì vậy yeah, hai lá bài Sonia cũng là hai lá bài rất là hay trong bộ bài này. Và cuối cùng sẽ là hai Eberluns, là hai lá bài để chúng ta có thể attach vào con Articuno never retreats, hoặc là có thể nói như đối phương store chúng ta bằng việc boss một con nào lên, chúng ta có thể attach cái Evolutions này vào bất cứ một cái con nào của chúng ta ở đây. Nhưng bạn thấy nó sẽ giảm 2 retreat cost, vì vậy chúng ta sẽ gần như retreat được tất cả mọi Pokemon của chúng ta. Và yeah, nó sẽ tất cả những gì trong bộ bài về cái con Slowpoke và xe đất của mình ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ đánh thử một vài trận ở trên Ladders xem coi bộ bài này thực sự là có thể hủy diệt được những cái bộ bài nào khác ở trên Ladders nha. Alright, và tiếp vào game đó từ chúng ta. Và cái start là mình muốn luôn muốn start ở con, đó chính là con Articuno, vì con nó sẽ khiến chúng ta gần như là sẽ bất khả xâm phạm ở trên vị trí bench. Và đương nhiên là mình sẽ muốn đi trước rồi, chúng ta nạp rất là chậm, mặc dù không được sử dụng supporters, nhưng mà mình nghĩ cũng đây là cái hand rất tệ. Ít nhất là chúng ta có quick ball để kiếm được cái con slow pro của mình, ít nhất là như vậy. Ok, chúng ta có thể discard được lá Misty Favor này đi. Có hai đây là Eternal Touch, và gần như là họ sẽ rất là khó knock out được mình. Vì vậy mình nghĩ là mình sẽ chilling thôi, chúng ta sẽ chilling ở đây, yeah, chilling. Không cần phải làm gì quá là vội cả, mình có thể đơn giản là turn xong mình sẽ research và draw một lượng bài rất là lớn ở đây. Mình sẽ có Misty Favors, yeah, mình có thể set up những con Black Brass và bắt đầu. Yeah, mình nghĩ là ở turn xong mình sẽ họ sẽ research ở đây. Họ không biết là mình không biết là họ sẽ dùng bộ bài gì đây, là chắc chắn là Eternal Touch rồi. Và mất thì hàng chắc rock sẽ là một điều, thực ra họ sẽ one shot mình bằng và gần như thì họ chắc chắn sẽ one shot mình rồi. Vì vậy turn sau mình nghĩ là điều tuyệt vời nhất của mình đó chính là mình sẽ set up được một con Articuno, sau đó chúng ta sẽ retreat vào con Articuno đó, và chúng ta sẽ nạp năng lượng vào cái con Slowpoke của chúng ta và chilling thôi. Mình không muốn tấn công những con nào một high price hay là gì của đối phương cả. Mục tiêu trong trận đấu là của mình sẽ là tấn công knock out hai con Eternatus V Max của đối phương, và chúng ta sẽ giành chiến thắng ở trong game đấu này. Vì vậy mình nghĩ là yeah, đơn giản chúng ta sẽ không làm gì cả ngoài việc chỉ đơn giản chờ đối phương tấn công chúng ta trước, tấn công ngược lại và knock out họ, và họ sẽ bị chậm một turn ở đây. Như các bạn thấy ở turn sau họ sẽ bắt đầu tấn công được, yeah. Họ có thể boss được con Crobat của mình lên knock out high price, nhưng cho dù họ làm như vậy thì thật ra là chúng ta knock out họ thì họ cũng sẽ bị chậm một turn nạp năng lượng, vì đó là lý do tại sao mà mình nghĩ là mình sẽ muốn retreat vào con Articuno turn sau và set up những con Slowpro khác và sẵn sàng những turn tiếp theo thôi. Hiện tại thì ok, họ sử dụng một bộ bài rất là cồng kềnh, vừa Slowpro mà lại vừa Gabador. Oh no,
không muốn sắp đặt research ở đây. Ok, có lẽ chúng ta sẽ phải research thôi. Ok, ok, mình không có được cái con hiện tại thì họ miss một turn nạp năng lượng. Alright, chúng ta sẽ đổi chiến thuật ở đây. Họ miss một turn nạp năng lượng rồi, không lý do chúng ta ngồi chờ chờ họ cả. Và như vậy thì mình cần khoảng 5 supporters. Ok, đây là một, đây sẽ là những supporters còn lại. Mình nghĩ là mình sẽ muốn lấy cái mình không muốn lấy cái Linh CTA ra, mình muốn giữ lại cái Linh CTA. Vậy mình nghĩ là mình sẽ muốn lấy cái này ra. 1, 3, 4, 5, yeah, that's fine, đó là 5 rồi. Và bây giờ mình nghĩ là mình sẽ retreat vào đây. Chúng ta sẽ bắt đầu tấn công đối phương bằng Ditch and Splash ở đây. 1, 2, 3, 4, 5 và boom, knockout. Wow, 200 sát thương ở trong turn thứ 2. Và chúng ta sẽ lấy 2 prize ở đây. Mình nghĩ là mình không có gì phải lo ngại ở đây cả. Thứ mình muốn lấy bây giờ đó chính là một cái what it calls, một cái tackle hoặc là một quả quick ball để có thể nạp năng lượng cho cái con thứ hai chúng ta. Yeah, đó là thứ mà mình nghĩ là mình muốn có ở đây. Hiện tại thì mình chưa biết được họ sẽ làm gì ở đây. Ở turn sau mình cũng cần phải khoảng có khoảng rất là nhiều thứ nữa để có thể knock out đối phương. Okay. Thực ra trong sau mình hoàn toàn có thể knock out được hay không? Mình có thể mermaid score cho cái Misty Favor rồi chúng ta sẽ kiếm được 3 supporters, như vậy là mình sẽ có khoảng 4 supporters, nhưng mà chúng ta vẫn còn thiếu đi supporters mình cần. Vì vậy có lẽ là mình sẽ phải kết Linh Cynthia một energy nước của mình đi để mình có thể draw được một con, ít nhất là một con slow pro và side duck nữa, và sau đó chúng ta sẽ có thể đơn giản là đơn giản là chúng ta sẽ không phải quá là lo lắng gì cả. Let's see. Đối phương sẽ có lẽ sẽ pass thôi, không lý do còn có thể monies mình. Mình sẽ mong là họ sẽ monies mình ở đây, please làm ơn monies mình đi. Mình không muốn giữ cái hand này. Cái hand này rất dở và mình không muốn giữ cái hand này nữa. Mình có thể sắp deck crowbat, sắp deck quick ball, đó là những cái thứ mà mình muốn sắp deck ở đây. Mình sẽ rất muốn sắp deck những cái thứ như vậy để mình có thể draw được bài tốt hơn. Quick ball, ok. Vậy là họ đã mất Banshee's Croc Gunk, ok. Communications. Họ vừa sử dụng Crobat rồi, mình không nghĩ lý do gì họ lại Crobat thêm một lần nữa. Đó là quá tham vọng. Và đương nhiên là cái Turbo Patch không thể nạp năng lượng vào cái con Eternatus VMAX được. Đó là sao mà mình nghĩ rằng chắc chắn sau này họ sẽ không tấn công được. 100% là họ sẽ không thể nào tấn công được rồi. Họ chỉ có thể patch cho chúng ta thôi. Và chúng ta sẽ chúng ta cũng chưa có bất cứ một cái lựa chọn nào khác. Mình có thể đơn giản là retreat vào con Crobat của mình, và sau đó mình nạp năng lượng lại cho cái con Slowpoke này. Vì đằng nào chúng ta cũng không có được con Slowpoke thứ hai nạp năng lượng. Thì đó hoàn toàn có thể là một lựa chọn của mình. Mình hoàn toàn có thể làm như thế. Mình thật sự là không biết chắc chắn là sẽ làm gì ở đây cả. Chúng ta không bất cứ một cái cách nào để knock out đối phương. Nếu như họ retreat vào mỗi con một prize, chúng ta họ sẽ knock out, mình sẽ chắc chắn sẽ knock out. Nhưng nếu như họ để con này ở vị trí active thì chắc chắn là mình sẽ không thể nào knock out được. Biết đâu họ sợ là họ sẽ mất hai prize và họ sẽ retreat thì sao. Thì đó cũng là một cái thứ mà mình có thể cân nhắc. Mình không biết là đối phương đang cố gắng tìm kiếm cái gì ở đây. Có thể là họ đang cố gắng tìm kiếm những thứ như là boss order. Họ đã mất hai boss order rồi, đó cũng là một thứ khá là đáng kể ở đây. Sẽ rất là khó để họ có thể có được boss những turn tiếp theo nếu như mình retreat. Ok, như vậy họ sẽ cho chúng ta một prize. Và mình nghĩ là mình hoàn toàn ổn với một prize này. Mình hoàn toàn ổn với một prize này. Mình vẫn mong là sẽ draw được một cái gì đó để có thể attach. Thật ra là boss ở turn này mình nghĩ là chưa cần lắm. Mình nghĩ là mình sẽ, nếu như họ nói con này chúng ta, họ sẽ xuống 3 prize. Chúng ta sẽ knock out ngược lại họ. Vì vậy mình nghĩ là có lẽ là tới chúng ta sẽ Caitlyn CTA, NGCD. Chúng ta sẽ lấy lại một supporter. So supporter mình nghĩ mình sẽ lấy lại chính là cái mình nghĩ là không quá quan trọng, nhưng mình nghĩ là sẽ lấy cái này để có thể kiếm được energy nước nếu như mình nạp năng lượng ở turn này, nhưng mà turn sau mình không nạp năng lượng. Thật là tuyệt vời, chúng ta sắp đặt những thứ rất là tuyệt ở đây. Mình nghĩ là mình sẽ power pass lại
Một vài thứ ở đây mình sẽ pass lại. Killing CTA và giá mình nghĩ là skip tên CTA hết hai cái, bởi vì mình có thể top deck chắc kho. Và sau đó mình sẽ không muốn bench vào đó đâu. Mình sẽ muốn Mermaid Core tay. Ok, và mình sẽ đơn giản là Ditch and Splash, Discard 2. Yeah, Discard 2, hai cái Misty Favor này và Kaboom. Lấy một Prize ở đây. Ok, đó là Sonia. Với Sonia thì mình hoàn toàn vẫn có thể kiếm được energy nước với lại Sonia này. Mà hay Sonia cho một cái con Crobat để draw bài ở đây. Ôi mọi người, Sonia cho vừa Crobat và cả vừa Oricorio luôn. Thì đó sẽ là một điều rất là tuyệt vời. Đó sẽ là hai con Pokemon giúp chúng ta có thể kiếm được energy nước và kiếm được những supporters rất là cần thiết ở trong cái trận đấu này. Vì vậy, mình cần khá là nhiều để có thể knock out được con Turn Speed Max này. Rất rất là nhiều luôn. Mình hoàn toàn có thể store đó full bằng một turn. Đó là cố gắng kiếm được cái con what it calls, cái con Articuno của mình. Some monies mình. That's fine, that's fine. Hoàn toàn chưa phải là ác vọng ở đây. Ở Summonation thì chúng ta sẽ có 4 lá bài mới, sẽ là 4 lá bài hoàn toàn ổn ở đây. Đây là 4 lá bài mình không có gì để chê cả. Mình hoàn toàn có thể chilling một turn này thôi. Giờ chúng ta sẽ chilling để có thể set up được cái hand ở đây. Và sau đó mình sẽ đẩy cái con Articuno của mình lên. Và họ gần như sẽ không nào bắt cái con này của mình lên. Và mình sẽ chill ở đây. Ok, chúng ta sắp lấy được Articuno. Đó là cái con rất tuyệt vời. Có cách nào mình thắng ở trong turn này hay không? Mình nghĩ là không. Và không có cách nào để mình có thể thắng được ở trong turn này cả. Mình nghĩ là chúng ta sẽ phải bench con đó. Chúng ta sẽ switch lên nó. Sau đó mình sẽ như thế này. Chúng ta sẽ họ bắt buộc phải knock out con này của mình. Còn nếu không thì chúng ta sẽ chill link ngoài thôi. Chúng ta sẽ không bao giờ bị thua được. Chúng ta sẽ không bao giờ bị thua được. Vì vậy mình sẽ có thể sẽ Crobat ở đây. Mình sẽ Crobat trước khi mình Oricorio. Mình sẽ Crobat trước. Ok, đó là energy nước là thứ mình cần rồi. Bây giờ thì mình có thể đơn giản là có thể boss hay không. Mình nghĩ là mình không cần boss ở đây. Mình nghĩ là không cần boss ở đây. Chúng ta sẽ Caitlyn CTA. Mình muốn lấy Misty Favor, mình muốn Caitlyn CTA, mình nghĩ là sẽ Caitlyn CTA đi. Cái lá bài này đi. Và chúng ta sẽ lấy lại cái lá. Nếu như họ nói à mình thì chúng ta sẽ kích hoạt search. Vì vậy mình sẽ muốn lấy lại search để sẵn sàng cái turn sau. Trước khi họ money mình thôi. Chúng ta có Recurio luôn, đó là điều tuyệt vời. Mình nghĩ là mình sẽ Oricorio thôi. 3, 6, 7 và đây là 9. Pass. Mình nghĩ là sẽ pass. Bây giờ họ bắt buộc sẽ phải money. Mình nghĩ là 1 tỷ% họ bắt buộc phải money mình ở đây. Không có một lựa chọn nào khác cho họ cả. Họ vẫn còn rất là nhiều money và điều đó là hoàn toàn có thể. Mình chỉ mong là không thôi. Chúng ta đang muốn có một turn knockout cực kỳ lớn ở đây. Mình chưa bao giờ mình mong là họ không money mình ở đây. Ok. Thật ra là chúng ta sẽ không retreat được. Đó là một điều khá là tệ. Rất là tệ luôn. Rất đáng tiếc là chúng ta sẽ không retreat được. Có lẽ là mình sẽ phải như thế này thôi. Mình sẽ phải attach ở đây. Và không chắc là mình nên làm gì ở đây cả. Có thể là mình sẽ Misty Favor đi. Misty Favor. Chúng ta sẽ kiếm chúng ta có rất là nhiều supporters ở đây. Họ hiện tại họ đang chờ money thôi. Ở turn sau thì mình chỉ đơn giản là kiếm được energy nước. Và chúng ta sẽ chúng ta sẽ khá là khó kiếm energy nước. Lẽ ra mình nên sử dụng cái Misty Lorelei này để kiếm energy nước ở trong turn sau để sẵn sàng có thể boss retreat con này. Và lẽ ra mình không nên discard cái air balloon đi. Đó là một misplay của mình. Thì mà không sao cả. Hiện tại thì họ vẫn cần money ở đây. Họ vẫn cần money. Chắc chắn là họ sẽ không boss được cái con này của mình lên rồi. Họ chỉ có thể boss được cái con Corridor của mình lên để mình đỡ phải draw bài nhiều. Thì đó cũng là một lựa chọn của đối phương. Và một turn này mình đánh rất tệ. Lẽ ra mình nên Misty Rolling Ride để có thể sẵn sàng để đi trước cái turn sau. Và khi chúng ta attack và retreat thì chúng ta sẽ boss con này lên và kaboom, một turn knockout rất là lớn ở đây. Nhưng mà không sao cả.
họ sẽ có thể tấn công bằng Crobat ở đây. Mình nghĩ là không. Và đặc biệt là đằng sau, ở phần sau chúng ta cũng phải chúng ta cũng cần phải switch ra, bởi nếu không thì chúng ta sẽ bị knockout mất. Yeah, rất tệ. Bây giờ có thể tackle khó. Yeah, mình có lẽ là sẽ phải first keeper sau này thôi. Mình sẽ như thế này. Mình sẽ bot keeper và mong mình sẽ draw những thứ mình cần ở đây. Mình sẽ bot keeper switch cho con này. Mình sẽ không muốn bị poison đến chết đâu. Ok, that's good. Mình sẽ attach luôn. Sau đó mình sẽ retreat và chúng ta sẽ call cyclone. Attach vào đây. Yeah. Bây giờ xem con đối phương sẽ làm gì. Họ bắt buộc phải làm gì đó ở đây, còn nếu không thì mình sẽ tiếp tục chilling lẽ. Có lẽ là mình không nên call cyclone. Chứ có thể đơn giản là đẩy nó lên đây và sau đó chúng ta chilling thôi. Yeah. Lẽ là mình không nên làm thế. Oops. Lại tiếp tục là một misplay của mình. Và đặc biệt là nếu như mình call cyclone, có lẽ là mình nên đẩy nó vào cái con slowpoke và size duck này để chúng ta có thể sử dụng được GX cái mức 8 energy, cái thứ mà chúng ta gần như không bao giờ sử dụng được. Rất nhiều misplay. Rất nhiều misplay từ vị trí của mình. Nhưng mà hiện tại họ đã poison mình và đó là điều chắc chắn là mình sẽ bị knockout ở đây. Mình 100% là sẽ bị knockout ở đây, vì vậy trừ khi họ manage mình, còn nếu không thì chúng ta sẽ boss con này của họ lên và alright. Đôi lúc mình misplay và đối phương thậm chí là còn misplay nặng hơn cả mình. Và đây là lúc chúng ta sẽ gây một lượng sát thương rất là kinh khủng ở đây. Ok. Give me this one please. Oh please. Đừng concede please. Đừng concede ở đây. mình không muốn họ đối phương concede đây. Và let's go. This flash. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Wow! 520 sát thương với lại Slowpoke và Side Duck GX đây. 3 prize và chúng ta sẽ kết lợi trận đấu với lại bộ bài Interest VMAX. Vô vàn display trong cái trận đấu này. Một trận đấu rất là thiếu chuyên môn. Và mong mọi người thông cảm. Đôi lúc mình không chưa đánh qua bộ bài này quá là nhiều. Đây là bộ bài mà chỉ mới create. Mình vừa mới tạo và mình đánh thử một vài trận trên ladder thôi. Vì vậy đôi lúc là misplay xảy ra. Alright, và tiến vào game đấu thứ hai chúng ta. Và bắt tới với game đấu đầu tiên, mình sẽ lựa chọn đi nhất nếu như có thể ở đây. Và hiện tại có thể đây tiếp tục là một bài Turtles VMAX. Và vẫn tương tự như cái game lens trận đấu trước, chúng ta sẽ luôn setup những con slow pro trước khi chúng ta làm bất cứ điều gì ở đây. Và bây giờ thì đây không phải là hands quá đẹp. Mình sẽ không muốn có quá là nhiều Crobat ở trên sân, nhưng mình cũng không muốn start lại con Club Brass này. Thì mình vẫn có thể start lại Club Brass cũng được. Mình nghĩ là start lại Crobat đi, bởi vì mình hoàn toàn có thể bench Club Brass và chúng ta sẽ có thể sử dụng Crobat này và cho được nhiều bài hơn. Vì vậy mình nghĩ là như vậy vẫn sẽ là tối ưu nhất. Tiếp tục sẽ là Eternus VMAX. Ok. Mình sẽ bench con này. Chúng ta sẽ tackle. Mình chắc chắn là vẫn sẽ sử dụng, mình sẽ dùng Crobat trong này, vì mình sẽ lấy hai con này của mình ra. Bench cả hai con. Sau đó mình nghĩ là có lẽ là mình sẽ quick ball cái boss đi, bởi vì chúng ta sẽ có thể mình có muốn lấy con Articuno này ra không? Mình nghĩ là có lẽ là chúng ta vẫn sẽ cần con Articuno này. Đương nhiên là mình sẽ làm như thế này bởi vì mình sẽ muốn cho được nhiều bài nhất có thể. Được con Articuno cuối cùng của mình rồi. Nhưng mà không sao cả, mình chỉ cần đúng một con trong trận đấu này thôi. Và đừng whip energy nước là được. Ok. Mình không thể đòi hỏi gì được hơn cả. Chúng ta đã có energy nước rồi và đó là tất cả những gì chúng ta cần. Và sơn sau mình hoàn toàn có thể bird keepers vào cái con Articuno này và chúng ta sẽ chilling ở trong trận đấu này thôi. Chúng ta sẽ không thể nào bị bắt được. Họ có thể boss con Crobat lên, nhưng cho dù họ làm như vậy thì cái game plan của họ vẫn sẽ phải là knock out một con Crobat, knock out một con slow block của mình, vẫn sẽ knock out thêm một con nữa, nó cũng ngang bằng với việc là knock out hai con này của mình thôi. Vì vậy mình không nghĩ là quá quan tâm đến việc họ boss con nào lên ở đây.
chắc chắn là họ sẽ không bot, còn Laplace của mình là rồi, Laplace của mình chúng ta sẽ chill ở đây, chúng ta sẽ chắc chắn không bị gì cả và chúng ta có cả search sẵn ở trên tay. Thật tuyệt vời, yeah, thật tuyệt vời thôi. Mình chỉ có thể nói là tuyệt vời khi chúng ta có sẵn search trên tay. Họ knock out chúng ta sẽ khiến cho họ phải trả giá vì việc họ knock out chúng ta là điều không thể chấp nhận được. Và ok. Đó là energy nước tuyệt vời. Board keepers. Draw. Pass. Không có gì để làm cả, mình sẽ pass thôi. Ở turn sau thì mình họ có thể tấn công một con này, đó là một điều khá là đáng sợ, nhưng mà họ có knock out được hay không? Mình nghĩ là không. Yeah, không có thể cao đủ được. Đừng money mình thôi, đây là một cái hand rất là đẹp rồi. Mình có thể search, sau đó mình có thể misty favors, mình kiếm được ba lá supporters gì đó, mình không quan tâm. Sau đó chúng có thể Caitlyn Sida để cho thêm một vài lá bài nữa và lấy lại lá search của mình. Và mình sẽ lấy lại misty favor bằng con Lapras này, và đó là research. Tuyệt vời. Như vậy là chúng ta sẽ có một cái hand rất là đẹp ở trong turn sau đây. Mình nghĩ là cũng muốn bắt thêm con Lapras nữa hay không? Mình chưa chắc lắm, thì có lẽ chúng ta sẽ phải chờ đợi vào việc là chúng ta sẽ top. Như mình nói, Great Catcher không phải là thứ mà quá là nhiều người sử dụng ở trong cái trận trong cái thời điểm hiện tại. Và đặc biệt là cả trong VMAX, các bạn cũng không có lý do gì sử dụng Great Catcher cả. Nhưng mà đối phương chúng ta lại sử dụng nó và đối phương lại setup được hoàn chỉnh cả 240 sát thương luôn. Họ chỉ còn một lá bài duy nhất ở trên tay thôi và họ setup được cả cái đó nữa. Yeah, rất tệ. Hiện tại mình vẫn có thể tấn công được. Mình chưa phải là hoàn toàn bị out của trận đấu này. Mình có thể Misty Favor cho cái BD và mình có thể sử dụng BD luôn nếu mình có được Energy nước. Nhưng điều đó sẽ không xảy ra. Yeah, that's very sad. Well, có lẽ là mình sẽ search ở đây. Sẽ Misty Favor. Mình sẽ lấy Caitlyn. Mình nghĩ là mình sẽ lấy cái này ra để mình có thể kiếm được Energy nước. Và có thể là vừa làm mỏng bộ bài của mình luôn, có thể Oricorio cũng được nữa. Nếu như mình sắp lấy Oricorio thì mình vẫn sẽ có cơ hội, nhưng mà hiện tại thì không. Mình sẽ lấy boss ra, bây giờ mình có thể muốn boss cái con này của đối phương lên ở turn sau. Và chúng ta sẽ lấy thêm một cái nữa, chính là mình nghĩ là sẽ lấy thêm Misty Favor maybe. Mình nghĩ là mình sẽ lấy cái này của mình ra. Mình sẽ attach ở đây. Chúng ta sẽ kết lên Cynthia. Cái con này của mình đi, bây giờ thực sự chúng ta chỉ cần một con nữa thôi là đủ rồi. Và mình sẽ lấy lại search của mình. Cho thêm một vài lá bài ở đây. Ok, that's good. Mình nghĩ là mình sẽ không làm gì cả, hiện tại mình có đủ. Mình chỉ có một Misty Favor thôi. Nhưng mà nó cũng không quá quan trọng, mình sẽ pass cho đối phương thôi. Đây, tại thì mình đang ở trong một tình thế rất là tệ rồi. Họ có hệ Great Catcher trên đó thì như mình nói, Great Catcher và Great Catcher là hai cái thứ mà họ hoàn toàn có thể sử dụng được. Đó là hai thứ khá là đáng sợ, nhưng không còn quá là nhiều bộ bài sử dụng, và nếu như họ sử dụng thì thật là đen đuổi thôi. Và mình cũng không expect là bộ bài Eternity Max sử dụng Great Catcher một tí nào. Nhưng mà có thể là đối thủ của chúng ta quá là bị gọi là ám ảnh với việc là bị thiếu boss hoặc là gì đó, thế nên họ quyết định sử dụng Great Catcher. Bởi vì Great Catcher cũng là bài các bạn phải discard hai lá bài, và đó không phải là một lá bài tối ưu cho Eternity Max một tí nào cả. Nhưng mà có thể là đối thủ của chúng ta quá là ám ảnh về việc phải có boss, vì vậy họ quyết định là họ sẽ money mình luôn. Và mình nghĩ là trận đấu này có thể là đã kết thúc rồi. Họ gần như là đã có được tất cả mọi thứ ở trong họ cần ở trong một turn, và chúng ta thì gần như là không có được những thứ chúng ta cần ở đây. Yep. Hello, hai Great Catchers, và họ money vào các Great Catchers để giành chiến thắng. Come on, come on. Mình rồi nữa cũng xem decklist của người chơi này. Chắc chắn là họ không có một cái boss nào trong bộ bài của họ. Let's see, let's see, let's see. High Great Catchers. Đây chắc chắn là cái thứ là giải thích cho lý do tại sao họ sử dụng High Great Catchers. Đó là lý do họ không có boss. Họ có 3 boss lận, nhưng họ quyết định là sử dụng chỉ 2 boss và High Great Catchers là một điều rất ngớ ngẩn. Mình không hiểu tại sao họ làm như vậy. Nhưng mà đôi lúc các bạn may mắn đến mức mà các bạn có thể draw tất cả các thứ các bạn cần cho một turn, và that's fine. Ở trên trận đấu này chúng ta sẽ nhờ chiến thắng cho bộ bài Eternity Max vì họ draw rất là điên rồ. Nhưng mà không sao cả, bây giờ mình sẽ đánh game đấu thứ 3 để xem có chúng ta có thể gỡ lại cái trận thua vừa rồi hay không nha. Alright, alright, và tiến vào game đấu thứ 3 chúng ta, và lần này mong là chúng ta sẽ không gặp một đối thủ mà sử dụng một cái decklist rất là lạ, sau đó lại tiếp tục draw tất cả những thứ họ cần ở trong một turn nữa. Yeah. Ok, lần đầu tiên chúng ta không conflict, là họ quyết định là nhường chúng ta đi trước. Điều khá là hiếm thấy ở trong cái meta hiện tại.
Nhưng mà không sao, đây là một cái hệ suy nghĩ rất là đẹp nếu như chúng ta có ít nhất là một Pokemon đây, và đặc biệt là có thể là có một con Articuno để start thì đó là tuyệt vời hơn nữa. Nhưng mà không sao cả, chúng ta có thể Mulligan và cho lại. Ok, ít nhất là chúng ta có energy, ít nhất là chúng ta có energy ở đây. Ít nhất là như vậy. Và mình nghĩ là mình sẽ sẽ làm gì ở đây? U đó là u. Ok. Không chắc là mình nên làm gì. Chỉ nói là chúng ta sẽ rất là dễ dàng knock out đối thủ. Có cách nào để họ knock out mình ở trong turn đầu tiên hay không? Mình nghĩ là không có cách nào cả, 100% là không. Yeah, 100% là không. Không thể nào cả. Mình không nghĩ là cách nào họ knock out mình cả. Pass. Pass. Chúng ta không làm gì hết. Hit rent thì có thể gây được maximum là 150 sát thương với ba energy special GX. Con này thì như các bạn thấy nó cần họ có thể radiating hit mình và khiến mình bị mất energy đi. Yeah, nhưng mà mình nghĩ là họ sẽ muốn nhiều hơn thế. Và mình nghĩ là họ sẽ muốn nhiều hơn thế, họ sẽ muốn sử dụng ít nhất là, biết đâu họ là dead hand và họ sử dụng radiating hit thật. Và alright, that's fine. Họ sẽ quyết định không discard G. Ok, mình nghĩ là mình rất thích điều này xảy ra. Nếu như vậy thì mình nghĩ là mình sẽ tackle ở đây. Chúng ta sẽ lấy một cái con mới của mình ra. Sao mình muốn lấy gì nữa? Họ sẽ concede. Yeah, that's mình nghĩ là khá là dễ hiểu thôi. Vì đơn giản trong matchup này thì không quan tâm là họ V max hay là V, chúng ta vẫn sẽ rất là dễ dàng knock out họ bằng rất là ít supporters thôi. Còn họ thì gần như là sẽ rất là khó knock out chúng ta. Và ở game đấu thứ 3, một game đấu quá là nhanh và một game đấu quá là favorable với mình, và mình không thực sự là hài lòng với game đấu này. Và mình sẽ đánh game đấu thứ 4 để xem có chúng ta có tiếp tục thắng được game đấu thứ 4 với lại bộ bài Slowpoke và Psyduck này hay không nha. Alright, và tiến hành đến game đấu thứ 4 của chúng ta. Và yeah, let's see. Hiện tại thì mình đang thấy một cái deck box đó là hệ Psychic ở đây. Có thể là Rapple VMAX, đó là một bộ bài cũng khá là khó chịu. Họ có thể bỏ được Damage Counters lên, mà họ có thể sử dụng những cái Crushing Hammers và khiến cho bị chậm một turn. Và mình thì không muốn bị chậm một turn nào ở đây. Đây là một cái hand mình là không quá là đẹp. Yeah, cái hand rất là tệ. Ở đây là chúng ta còn có Quick Boss, chúng ta set up Energy đây. Đây là một matchup rất rất tệ luôn, không phải là tệ bình thường nữa. Yeah, rất rất tệ luôn. Touch, pass. Yeah, một matchup rất tệ. Họ có thể dễ dàng one shot chúng ta, nhưng mà chúng ta thì không dễ dàng để one shot họ. Một chúng ta dễ dàng one shot họ, nhưng one shot họ để làm gì khi họ có thể lấy được rất là nhiều prize ở đây. Yeah, đây là một matchup rất là tệ, nhưng mà mình sẽ cố gắng hết sức thôi. Chúng ta sẽ cố gắng hết sức thôi và để xem chúng ta sẽ làm được gì ở đây. Mình sẽ mong là có thể sử dụng được con slow poke này và knock out được nhiều nhất có thể trước khi chúng ta bị knock out ở đây. Thì mình nghĩ là cái boss là một cái lá bài rất là quan trọng trong cái matchup này. Boss là cái bài rất quan trọng. Chúng ta phải boss những con Jidena lên và knock out. Thực ra thì họ sẽ nhắm đến cái trường hợp tuyệt vời nhất, đó chính là knock out chúng ta bằng hai con knock out liên tục hai con slow poke thì nó sẽ dễ thắng thôi. Nhưng mà cũng sẽ không phải dễ dàng làm điều đó. Maximum họ có thể đạt được là 280, chúng ta chỉ có 250 máu thôi, thì đó cũng là một cái điểm yếu của chúng ta. Họ có thể đơn giản là discard được 8 Pokemon và knock out chúng ta một rất là kinh khủng ở đây. Nhưng mà hold on, một cách nào đó họ quyết định là họ sẽ concede, bởi vì mình không biết là họ sẽ bị gì. Nhưng mà ở game đấu thứ tư chúng ta tiếp tục thắng với lại một trận đấu concede của đối thủ, và mình vẫn tiếp tục không hài lòng với trận thắng này một tí nào. Và chúng ta sẽ đánh game đấu thứ năm, và lần này mong là sẽ có được một trận đấu đàng hoàng với là bộ bài Slowpoke và Psyduck này nha. Alright, và tiến game đấu thứ năm của chúng ta, và lần này thì mình sẽ mong là sẽ có được một cái trận đấu dài hơi và một trận đấu căng thẳng ở đây. Let's see. Hiện tại thì mình phải chờ đối thủ của chúng ta load game đã. Họ đang một số vấn đề gì đó, hiện tại thì họ vẫn chưa load được vào trận đấu. Ok. Alright, xin chúc mừng đối thủ chúng ta đã chính thức load được vào game đấu rồi. Và mong là sẽ không ảnh hưởng gì tới trận đấu của chúng ta cả. Hiện tại thì theo nhìn thấy họ đang mất rất là nhiều thời gian. Họ sẽ cho chúng ta đi nhất. That's right. Đây là một cái hand rất là đẹp rồi. Mình không thể đòi hỏi gì hơn ở cái hand này cả. Đây là một cái hand rất tuyệt vời. Ok, done.
Bench, bench, attach, pass. Alright. Họ hay sử dụng McNamara của họ, nhưng để knock out được chúng ta thì mình không nghĩ được đó, không nghĩ được cách nào dễ dàng hơn ở đây cả. Mình nghĩ là mình sẽ nhắm đến việc là tackle để kiếm thêm được một con slow poke nữa. Và sau đó mình sẽ research ở đây. Giờ mình nghĩ là mình sẽ research ở đây. Mình sẽ muốn làm mỏng bộ bài của mình ra để đề phòng những cái reset stem của đối thủ. Thì chúng ta vẫn còn được những thứ tuyệt vời để sử dụng. Và với việc mình làm như vậy thì mình sẽ chắc chắn có thể có được energy ở đây. Mình có thể... yeah, mình chắc chắn là còn như không thể nào knock out được. Nếu như mà sắp đến energy nước thì chúng ta có thể Malou, Lanas và gia kiếm nó họ sẽ stem mình xuống 6 lá bài. Mình không hoàn toàn hiểu được đối phương đang nghĩ gì ở trong đầu. Chúng ta chỉ có 4 lá bài trên tay. Họ quyết định là sử dụng stem ở cái turn đầu tiên thay vì sử dụng stem ở những turn 3 price và 2 price. Yeah, mình không có gì để bào chữa cho. Ô, và họ hình như vừa sử dụng boss. Không, họ sử dụng greens chứ. Nope, nope, mình đâu có cần seed. Attach, mình không biết, không rõ là họ sử dụng cái gì. Nhưng mà that's fine. Họ quyết định là làm một hành động mình không hiểu là họ đang định nghĩ gì trong đầu. Hiện tại thì mình nghĩ là mình có thể knock out được cái turn này. Chúng ta chỉ cần khoảng đâu đó 3 GC 120 240, yeah, 3 supporters thôi. Và hình như là mình đã có đủ rồi. Mình sẽ bench, bench, tackle, Caitlyn, Cynthia và lá bài này. Mình nghĩ là sẽ như thế này sẽ đẹp nhất. Yeah. Malou, Lana. Không, mình sẽ switch thôi. Mình không muốn hồi máu của nó làm gì cả. Yeah, addition flash. 3 supporters sẽ là 120 nhân lên sẽ 240. Yeah. Search sẽ không cần thiết nữa. Box sẽ không cần. Và mình nghĩ là Misty, Lorelei. Yeah, mình sẽ kết lên Sita thân sau. Thì mình nghĩ là mình sẽ như thế này sẽ là đẹp nhất. Boom, knock out đối thủ đi. 240 sát thương ở trong turn đầu tiên. Một price và hai price ở đây. Có cách nào để họ knock out được con này của mình hay không? Mình không nghĩ được cách nào ở đây cả. Yeah. Họ chỉ có con V thôi và để tấn công được mình thì Burning Trend là cái lựa chọn duy nhất, đó là 180 sát thương. Và 180 sát thương thì đơn giản là không đủ thôi. Mình không hiểu tại sao họ sử dụng stamp mình. Có thể là nó là một cái turn misclick. Đó là một chắc chắn là phải là một turn misclick rồi. Không có một cái lời giải thích nào phù hợp với việc là misclick ở đây cả. Không có cách nào cả. Yeah. Không có lý do gì các bạn lại stem đối thủ từ 4 lá bài xuống thành 6 lá bài cả. Có thể là họ nghĩ rằng mình chắc chắn là sẽ có một cái research trên tay. Bởi vì mình đã set up được cả Lapras lẫn Articuno. Và sau đó cả... ok. Nhiều khi đó không phải là misplay, bởi vì là đơn giản là mình đang thấy đối thủ của mình đang có được những cái lựa chọn rất là khó hiểu ở đây. Ô, họ muốn store mình mà việc boss con này lên. Và sau đó có thể store, sau đó lại làm gì đó những thứ tiếp theo. Làm một cái điều gì đó mà mình không biết đó là điều gì. Nó có thể crowbat ở đây. Nah, mình nghĩ là mình sẽ kết lên CTA thôi. Discard con này của mình đi. Sau đó mình sẽ lấy lại lá bài đó là lá boss orders ở đây. Mình cần lá boss orders này để có thể boss con này lên và knock out. Và với cái hand này mình nghĩ là mình có thể attach ở đây. Oh yeah, mình đã attach rồi. Pass. Mình có Evaluns, mình có thể chill thôi. Họ chắc chắn 100% sẽ không bao giờ boss được cái con này của mình lên. Họ có thể Grey Catchers, đó cũng là một thứ có thể làm. Nhưng mà hiện tại thì mình đã set up được cái con thứ hai của mình sẵn sàng ở đây rồi. Yeah, mình đã set up được con thứ hai của mình ở đây rồi. Họ cho mình con này, đó sẽ là một price và chúng ta sẽ cần knock out thêm Vmax nữa thôi là chúng ta sẽ giành chiến thắng. Vì vậy hiện tại thì mình đang lợi thế rất là nhiều so với đối thủ. Yeah, lợi thế rất là nhiều so với đối thủ. Họ knock out bất cứ con nào của mình ở đây, chúng ta sẽ Oricorio được họ. Họ Grey Catchers con này của mình lên, chúng ta sẽ Oricorio được họ. Grey Catcher của Oricorio lên, chúng ta sẽ có hai con Pokemon có energy ở đây và chúng ta sẽ cần như là yeah yeah, để xem coi họ có nhận ra được rằng họ không boss được con này của mình lên hay không nha. Có thể là họ sẽ boss Oricorio lên, đó mình nghĩ là đó là cái lựa chọn duy nhất của họ ở đây rồi. Họ sẽ phải boss Oricorio lên Weathers trước. Hiện tại họ đã bắt một stem rồi, họ chỉ còn có một stem thôi. Thứ mà họ khá là khó là có thể top deck được ở đây. Hiện tại thì đây là cái hand mình nghĩ là chắc chắn là mình sẽ thắng ở trong turn sau rồi. Không có bất cứ một cái lý do nào mình không thắng ở trong turn sau với lại cái hand này cả. Có thể là biết đâu họ là Weathers và họ lại retreat vào đây thì sao?
đó cũng là một lựa chọn của đối thủ. Sau đó họ mất 3 energy nha. Research, ok, bạn lấy boss ra, sau đó bạn research mất boss đi. Mình không nghĩ đó là một ý hay một tí nào vậy. Các bạn không research đi cái thứ như vậy. Đó là điều rất ngớ ngẩn. Hiện tại thì mình có cách nào để boss con này lên và knock out luôn hay không? Mình không nghĩ là cách nào cả. Mới có thể bird keeper sau turn này và knock out gì đi, thì mình nghĩ là như vậy cũng là một lựa chọn khá là hay. Mình nghĩ là mình sẽ bird keeper đi. Ok, như vậy thì mình sẽ làm gì trong turn này? Hiện tại mình vẫn chưa có bất cứ một cái Misty Favor nào ở trong cái deck của mình, trong gì của mình cả. Wow, có lẽ chúng ta sẽ knock out thôi. Ditch Slash một, mình sẽ cần khoảng 2 thôi là đủ. 2 là đủ là 8. 80 nhân lên sẽ là vừa đẹp. Mình nghĩ là mình sẽ discard cái đó và cả mấy này là không quan trọng boss ở đây nữa, bởi vì chắc chắn là chúng ta sẽ knock out bất cứ gì ở Jack. Thì tôi mình đã nạp năng lượng cho con thứ hai của mình rồi. Thế nên bây giờ mình nhìn là khá là chilling ở đây thôi. Họ có thể stamp mình, nhưng mà stamp xong thì chúng ta vẫn còn cái con Oricorio này để dành để knock out họ. Và hiện tại theo như mình thấy thì 4 energy đó là 160 200. 200 sát thương hoàn toàn chưa đủ. 6 energy thì mình nghĩ là đã đủ rồi, nhưng mà họ đã mất boss, họ đã mất what it calls turn assert rồi, vì vậy họ sẽ không thể assert được nữa. Hiện tại thì họ có thể stamp mình, that's fine. Ok, hiện tại thì mình chưa chắc là mình sẽ nên làm gì ở đây. Vẫn có thể để con này lên, nhưng mà chúng ta sẽ rất là dễ bị knock out ở đây. Thì mình cần khoảng đâu đó khoảng 460 ra 320, mình nghĩ là 5 lận 5, không phải là điều dễ dàng, nhưng mà mình hoàn toàn có thể làm điều đó bằng việc có tackle ở đây. Chúng ta sẽ hold on, mình nghĩ là mình đã đủ rồi, mình gần như chắc chắn sẽ đủ ở đây. Mình sẽ lấy Kalisita ra. Yeah, mình nghĩ là không lấy gì không quan trọng ở đây nữa cả. Misty Favor cho 3 lá bài. Rồi chúng ta sẽ Oricorio và lấy thêm thật nhiều ở đây. Ok, Misty Favor please. Và chúng ta sẽ Distance Splash ở đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7. Boom, Weakness. Và đó sẽ là 560 sát thương một lần nữa. Một con knockout, một con VMAX một cách rất là dễ dàng ở đây. Với lại con Slowpoke và Size Duck GX này. Và ở game thứ 5 chúng ta tiếp tục thắng được với bộ bài Slowpoke và Side Duck GX này trước bộ bài Scotch VMAX. Và đó cũng sẽ là kết thúc của video clip ngày hôm nay luôn. Thì một bộ bài khá là vui để chơi. Decklist thì mình sẽ để bên dưới phần mô tả nha. Đây là bộ bài rất rất tuyệt vời. Mình thấy hiện tại nó vận hành khá là ổn. Ở một vài matchup khá là khó như là Mad Party hay là what it calls cái con Obstacle Goons và Decidueye, đó là một cái matchup rất là khó. Nhưng mà không sao cả, đây chỉ là một bài vui để chơi thôi, và chúng ta sẽ có thể thắng được những bộ bài rất là mạnh trong meta khi mà chúng ta draw rất là đẹp. Thì đây là bộ bài mà các bạn có thể cân nhắc để có thể giải trí. Và đó cũng sẽ là kết thúc của video clip ngày hôm nay luôn. Nếu như các bạn thích video clip này, hãy để lại một like và một subscribe, và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip sắp tới nha.